Đây đi, rồi em nói cho anh nghe. Có chuyện gì em? Chị em không có ở đây. Ở đây chỉ có anh và em thôi. Là sao? Em nói gì anh không hiểu? Thì chị em á hay kể với em là anh khỏe lắm, thường xuyên giúp giải lên mây nữa cơ. Em cũng muốn thử cảm giác đó. Em chưa làm chuyện đó bao giờ hết. Anh giúp em nha. Em Thủy, em bị điên hả? Em á là em của chị của em mà, bây giờ em làm vậy á đâu có được đâu. Em bình tĩnh lại đi. Không sao đâu. Ủa, làm tiếp đi, làm tiếp đi. Tôi không ngờ có người của anh á lại khốn nạn như vậy. Em nên sao em lại ở đây? Tôi phải ở đây để chứng mắt tận thấy những cái chuyện này. Mày là em tao đó, mày làm mày như vậy được hả? Em à, thật ra không phải mọi chuyện như em nghĩ đâu. Nè, tôi đã chứng mắt tận thấy nó như vậy rồi, chỉ có một chút xíu cám dỗ thôi mà anh chịu không nổi. Anh làm tôi thất vọng quá. Anh nói là loại nhu quân. Tôi nói cho anh biết nha, kể từ ngày hôm nay anh cút ra khỏi nhà tôi. Chúng ta hủy hôn đi. Em không có em gì ở đây giờ á. Còn mày nữa, mày là em tao á. Lỗi tại em á. Sao anh lại đổ cho tôi chứ? Nếu không vì anh háo sắc thì tôi làm gì được anh? Chẳng qua tôi giúp chị tôi thử anh thôi. Đừng vì những cám dỗ của dục vọng mà đánh mất đi tình yêu và hạnh phúc của đời mình. Hãy luôn tỉnh táo, suy nghĩ thấu đáo trước khi làm một việc gì đó quan trọng. Hãy sống đúng đạo đức, nhân phẩm của một con người.